Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ điều khiển khóa cửa bằng Wi-Fi RF-315 một relay. Bộ sản phẩm này bao gồm tay phát và module thu RF-315 loại M4, mạch PCB điều khiển chính, khóa điện 12V DC, nguồn adapter 12V 2A, vỏ nhựa với kích thước phù hợp để các bạn có thể tự gia công hộp bảo vệ mạch. Chúng ta sẽ cùng xem trên PCB có những chức năng gì. Vị trí jack DC để nối nguồn cấp từ adapter. Đây là con relay và connector để nối nguồn dự phòng cho trường hợp mất điện, mạch sẽ tự chuyển nguồn. Cơ chế chuyển nguồn như các sản phẩm trước mình đã giới thiệu đến các bạn, mọi người có thể xem lại nhé. 3 vị trí nút nhấn để điều khiển trực tiếp trên bo mạch, có thể câu dây ra ngoài để điều khiển. Nút nhấn thứ nhất để điều khiển khóa điện. Nút thứ hai để điều khiển một relay đã được tích hợp sẵn trên mạch. Và nút thứ ba là reset. Đây là vị trí kết nối với module thu RF-315-M4, chỉ cần cắm vào là xong. Vị trí đầu ra NO, COM, NC của relay. Nếu bạn kết nối để bật tắt bóng đèn ở gần cửa cũng là một ý tưởng không tồi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Ở trong app Blink, các bạn chỉ cần quét mã QR hoặc tải nó về máy và app lên, và các thiết lập đã có sẵn cho bạn sử dụng luôn. Yên tâm là mã QR sẽ được chia sẻ kèm theo khi bạn mua sản phẩm. Copy mã token lại. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quét mã QR thì chúng ta sẽ phải cài đặt thủ công thôi. Chọn nút nhấn button hoặc style button. Trong đây đặt tên thiết bị điều khiển. Chọn Virtual và pin V0. Chuyển qua Switch và thiết lập một vài tên trạng thái sở thích. Tương tự cho nút nhấn còn lại với pin V1 nhé. Kết nối với Wi-Fi của PCB. Các bạn chọn Wi-Fi sản phẩm smarthome.vn. Mật khẩu là 123456789. Kết nối lại. Mở trình duyệt web và vào địa chỉ 192.168.4.1. Như nhiều sản phẩm ESP trước, tại đây nhập chính xác các ký tự viết hoa và viết thường của tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi của gia đình. Dán mã token vừa copy. Quay lại app Link và điều khiển thôi. Đầu tiên mình sẽ điều khiển qua nút nhấn. Các trạng thái của thiết bị cũng sẽ được thông báo trở về uplink. Tiếp theo là nút nhấn thứ hai cũng được thông báo trạng thái về app. Các kênh điều khiển từ nút nhấn, Wi-Fi hay cả tay phát đều được điều khiển đồng bộ cùng nhau được nhé.
Trên tay phát hai nút nhấn C và B có chức năng đóng mở như hai nút nhấn trên ảnh. Cuối cùng là trường hợp xảy ra khi mất wifi thì mở cửa bằng cách nào? Lúc này điều khiển qua app và các nút nhấn trên tay phát là không được. Các bạn hãy chú ý đến nhấn đặc biệt A trên tay phát, nhấn giữ để mở khóa dù không cần wifi. Một lưu ý quan trọng khi các bạn nhấn nút mở cửa để khóa điện hút thì sau 10 đến 20 giây nên nhấn nút để khóa điện nhả lại, bởi nếu khóa hút lâu thì có thể gây nóng mạch nóng khóa điện ảnh hưởng tới nguồn nhé. Các bạn thấy sản phẩm trên như thế nào? Hãy để lại ý kiến đóng góp ở phần comment nhé. Hy vọng qua video trên các bạn đã phần nào hiểu hơn về sản phẩm. Đừng quên like, share và subscribe để theo dõi và ủng hộ nhóm cho các sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.